các bác đã giúp cho ngôi nhà chúng cháu rất là đẹp và cháu rất là thích ngôi nhà này. Em ở trên này cũng ở bên này. Em sống ở ngôi nhà này rất vui vẻ và cảm thấy ở trong nhà này em có một cuộc sống bình yên. Em cảm ơn người đã tài trợ cho bọn em ạ. Hello. Chúng em ở nhà kinh kế đang sinh hoạt để nấu ăn trong bữa tối.